Và tiếp theo xin được chào đón sự xuất hiện của diễn viên Hoàng Phi Nga. Và xin được chào đón sự xuất hiện của ca sĩ hải ngoại Liêu Vũ. Và xin được chào đón Áo Vương diễn viên Huy Âu. Và tiếp theo hãy chào đón sự xuất hiện Thank you.
Và tiếp theo chúng tôi xin được chào đón sự xuất hiện của chị Nguyên Trang Mã Hoài Anh CEO. Và tiếp theo hãy cùng chào đón sự xuất hiện của người dẫn chương trình Anh Quân và người dẫn chương trình Thanh Giang.
Tiếp theo hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của Shark Binh Binh Hoàng và Mẫu Thân.
Và tiếp theo sẽ được chờ đón sự xuất hiện của diễn viên Thiên Hương. Thank you.